Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mùa nắng nóng năm nay, nhiệt độ có khả năng tiếp tục tăng cao, đặc biệt cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân thành phố cũng tăng cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho công suất phụ tải của hệ thống điện thành phố tăng cao đột biến, có thể dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ, gây mất an toàn việc vận hành hệ thống điện. Để đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng phối hợp với các chi nhánh điện lực các quận huyện chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân thành phố. Ngay từ đầu năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng đã xây dựng phương án cấp điện mùa hè để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố. Tuy nhiên, những ngày nắng nóng vừa qua, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tổng công suất sử dụng mắc đạt 1.060 MW ngày 22 tháng 6, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng điện đạt 21,6 triệu kWh trong ngày 22 tháng 6, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2017. Nắng nóng kéo dài là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ quá tải đường dây, trạm biến áp trung hạ thế, nhảy áp tomat gây mất điện. Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng mất điện, bên cạnh các giải pháp về huy động nguồn điện và vận hành hệ thống điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng đã có kế hoạch đầu tư xây mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, công ty xây dựng 5 trạm biến áp 110 kV phục vụ khách hàng trên địa bàn thành phố với tổng công suất 403 MVA, cải tạo nâng công suất 7 trạm biến áp 110 kV, bổ sung thêm 263 MVA phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, công ty điện lực còn hoàn thiện sơ đồ 18 trạm biến áp 110 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Về lưới điện trung thế, công ty xây dựng mới và cải tạo 927 trạm biến áp phân phối, 438 km đường dây trung thế cho tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố với mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Việc chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống điện khu vực Hải Phòng đảm bảo không quá tải đường dây trung thế và các trạm biến áp 110 kV, hạn chế cắt điện có kế hoạch. Một số trường hợp phải cắt điện, công ty bố trí cắt điện vào thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ trong ngày để không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời bố trí nhân viên trực vận hành sửa chữa nhằm đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất khi có sự cố lưới điện xảy ra. Theo đó, điện lực các quận huyện cũng tăng cường kiểm tra tình trạng lưới điện, kịp thời thực hiện việc duy tu sửa chữa, chống quá tải để đảm bảo cung ứng điện ổn định cho mùa hè, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và các phụ tải trên địa bàn thành phố. Năm nay, nhu cầu sử dụng điện của Hải Phòng tăng đột xuất so với lại năm ngoái. So cùng kỳ năm ngoái là công suất lớn nhất là đã trên 1.000 MW, trong khi năm ngoái khoảng hơn 800. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 sẽ đóng điện tiếp một trạm 110 quán trữ tại quận Kiến An. Đấy là về nguồn 110. Chúng tôi đã cải tạo đóng điện thêm 50 trạm biến áp từ 10 lên 35 kV tại huyện Vĩnh Bảo. Cải tạo đóng điện từ điện áp 10 lên điện áp 22 kV tại Thủy Nguyên. Hơn 30 trạm, điện lực Hải Phòng luôn chủ động trong công tác cấp điện để phục vụ cho các hoạt động của nhân dân. Nên dù nguồn điện ổn định, phụ tải tăng đột biến nhưng vẫn đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho toàn thành phố Hải Phòng. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Hải Phòng đã thực hiện 19 hạng mục công trình sửa chữa lớn với tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cho công tác đầu tư xây dựng năm 2018 là gần 720 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho công tác cải tạo chống quá tải lưới điện. Cùng với việc đầu tư nâng cấp sửa chữa, nâng công suất chống quá tải, trong những ngày cao điểm nắng nóng, công ty bố trí cán bộ trực 24 trên 24 giờ tại các chi nhánh điện lực để có thể nhanh chóng xử lý các sự cố bất ngờ xảy ra. Trong 3 tháng, có lẽ từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, nay là đầu tháng 7 rồi thì thực sự là số lượng điện tiêu thụ gia đình tôi là tăng lên rất nhiều, có thể từ 3 gấp 3 đến 4 lần so với những tháng mùa đông. Bởi vì rằng là thời tiết quá nóng, chúng tôi cần phải sử dụng đến nhà chúng tôi sử dụng đến 3 đến 4 chiếc điều hòa. Nhưng tất nhiên cũng sẽ có những phương án để tiết kiệm nhưng thực tế là cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên thời gian qua, một số người dân phản ánh tiền điện tháng 4 và tháng 5 có chênh lệch gấp đôi, mặc dù mức độ sử dụng điện không tăng nhiều. Một số người dân thắc mắc liệu có tình trạng giảm số điện tháng 4 dồn sang tháng 5 để tính tiền điện theo giá cao hay không. Hiện tại các công tơ điện đều đặt bên ngoài cột, vậy có phương án nào để tăng khả năng giám sát hoạt động kiểm đếm số điện tiêu thụ thực tế hàng tháng của người dân hay không?
Trước thực trạng này, phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng đã có phản hồi. Từ giữa tháng 5 đến bây giờ, thời tiết hết sức khắc nghiệt, có những ngày nắng nóng gay gắt, cao điểm, tình trạng kéo dài trong nhiều ngày, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện càng tăng cao. Từ đó hóa đơn tiền điện cũng sẽ dẫn đến tăng cao, đặc biệt là đối với biểu giá bán điện hiện nay quy định đối với mục đích sinh hoạt thì có 6 bậc thang. Nếu như sử dụng điện năng tiêu thụ trong tháng cao thì giá bán điện đối với những bậc thang sau bao giờ cũng cao hơn những bậc thang đầu, đặc biệt là bậc thang cuối là bậc thang thứ 6 cao gần gấp đôi so với bậc thang đầu tiên. Về việc ghi chỉ số thì các hộ dân cũng cần biết thông tin. Ngành điện chúng tôi cũng như luật điện lực quy định ghi chỉ số hết sức là chặt chẽ. Ngày ghi chỉ số đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt thì đều quy định một ngày cố định trong tháng. Và ngày ghi chỉ số đã được hai bên thống nhất trong hợp đồng mua bán điện và thông báo cho bên mua điện biết được để tiện kiểm tra giám sát người ghi chỉ số trong ngày ghi chỉ số. Thiết bị ghi chỉ số hiện nay chúng tôi đã áp dụng công nghệ thông tin, đấy là ghi chỉ số bằng smartphone, bằng máy tính bảng. Trong đó chúng tôi đã cài đặt chương trình cảnh báo khi ghi chỉ số, nếu sản lượng điện tăng giảm đột xuất 30% trở lên so với tháng liền kề trước đó thì nhân viên ghi chỉ số phải kiểm tra lại và có xác nhận và thông báo cho hộ sử dụng điện biết được tình trạng này để hai bên cùng kiểm tra, nếu như có vấn đề gì sai sót thì phải phối hợp để xử lý. Đối với các khu du lịch như Đồ Sơn, dự kiến lượng khách sẽ đổ về nhiều trong những ngày nắng nóng. Điện lực Đồ Sơn cũng xây dựng phương án chống quá tải ngay từ đầu năm, chủ động thực hiện vệ sinh công nghiệp, phát quang hành lang, kiểm tra xử lý tiếp xúc toàn bộ các trạm biến áp, cầu giao và cáp ngầm nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu du lịch. Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng mất điện xảy ra, bên cạnh các giải pháp về huy động nguồn điện và vận hành hệ thống điện, Điện lực Đồ Sơn tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra và thực hiện kịp thời các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp để tăng cường khả năng cấp điện ổn định. Điện lực Đồ Sơn chủ động kiểm tra thường xuyên ngày đêm toàn bộ lưới điện trên địa bàn quận để phát hiện những cái nguy cơ gây sự cố, có biện pháp khắc phục bảo để cấp điện cho nhân dân an toàn và ổn định. Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng tập trung đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, điện cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các trọng điểm du lịch luôn được Điện lực Hải Phòng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các khu vực có nhu cầu sử dụng điện lớn trên địa bàn thành phố đều được Điện lực chủ động lập phương án cụ thể và cấp điện ngay khi cần. Với nhiều phương án đảm bảo cung cấp điện trong mùa cao điểm, công ty Điện lực Hải Phòng đang nỗ lực cấp điện ở mức an toàn, ổn định cho mọi hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh trong những ngày hè nắng nóng cao điểm. Và để giảm áp lực cho hệ thống lưới điện thành phố, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cũng về nội dung cấp điện ổn định trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, việc đầu tư nâng cấp chống quá tải lưới điện và sự minh bạch trong tính giá điện vừa được Điện lực Hải Phòng trả lời tại phiên đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố. Tại phiên đối thoại này, các nội dung câu hỏi đều tập trung chính vào các vấn đề mà người dân doanh nghiệp đang quan tâm và đang thực sự nóng. Tại phiên đối thoại do lãnh đạo công ty điện lực và người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố đăng đàn trả lời đã khẳng định Hải Phòng đang hoàn toàn chủ động trong việc đối mặt với tình trạng sử dụng điện tăng đột biến mùa cao điểm. Liên quan tới minh bạch trong tính giá điện và kiểm đếm số điện, chia sẻ của đại diện Điện lực Hải Phòng cũng đã cho thấy những nỗ lực lớn của đơn vị này trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện cho khách hàng, tiện dụng trong thanh toán tiền điện và ứng dụng khoa học công nghệ cho quản lý vận hành hệ thống mạng lưới. Đặc biệt, kế hoạch thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 của công ty là 4,7%, một trong những đơn vị thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng tốt nhất trong tổng công ty điện lực miền Bắc. Được đánh giá là một phiên đối thoại ngắn gọn, trọng tâm, trúng vấn đề nóng, hình thức đối thoại này sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai trong năm 2018. Việc tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại trực tuyến với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thời gian qua cũng đã thể hiện một sự quyết tâm rất cao của chính quyền thành phố Hải Phòng trong công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận với các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là một phiên đối thoại trực tuyến lần thứ 12 do Cổng Thông tin Điện tử của thành phố tổ chức. Song cũng khác với các phiên đối thoại trước đây, đó là phiên đối thoại lần này được tổ chức dưới dạng ngắn gọn, chuyên sâu, với mục đích nhằm kịp thời chia sẻ
cung cấp những thông tin, những vấn đề nóng, các vấn đề thời sự đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Như vậy là không chỉ có điện lực trả lời ngay các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm theo hình thức đối thoại mới này của Văn phòng UBND thành phố, các ngành địa phương cũng cần sẵn sàng để thay đổi toàn diện về hình thức, phương thức tiếp dân, minh bạch những thông tin trong quá trình xử lý để xây dựng hình ảnh chính quyền kiến tạo trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Kinh tế hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.